Dịch A Nam, nếu cô đã coi từ kết quả ADN, cô cũng biết Đắc Lợi không phải là đứa trẻ bị mất của họ Dịch. Rõ ràng là anh... Không phải anh. Vậy với cầm đồ... Với cầm đó là thuộc về em. Tôi mới là đứa trẻ bị mất của họ Dịch. Trong tiềm thức của tôi vẫn còn trí nhớ hôm đó. Tôi đã nằm mơ thường xuyên nhìn thấy. Hôm đó sau sự kiện Hồ Tiên, cảnh sát không nhận được bất cứ tin tức lượm được bé trai nào. Nhưng mà cùng hôm đó... Alo, sếp Dịch. Cô Phan, cô kêu tôi điều tra tiệc thôi nôi có lượm được đứa bé gái hay không. Tôi điều tra được rồi. Chính là hôm tiệc thôi nôi đó, có người báo cảnh sát có một bé gái không rõ lai lịch bị người ta ruồng bỏ. Và địa điểm bị bỏ là một tiệm cầm đồ, tiệm Vĩnh Thăng. Nè khoan đã, đỡ con đứng lên. Nhưng nói suốt bao năm nay đó là đứa con trai mà, tự nhiên sao lại biến thành đứa con gái vậy? Em không biết anh chị đang nói gì. Tại sao nhất định phải nhận là đứa trẻ bị mất của họ Dịch? Rõ ràng chị là chị của em, anh là anh của em mà. Má, má nói họ đi. Cô Phan, cô đúng là cháu của tôi sao? Tôi, cháu của tôi chẳng phải bị Hồ Tiên hút đi rồi sao? Hôm đó chuyện xảy ra ở nhà hàng Hạ Mãn. Thật ra là như vậy, má ẩm tôi vào nhà hàng, còn có tiếng nhạc rất hay. Sau đó tôi tè dầm, má đã ẩm tôi vô thay tả. Sau khi thay tả xong, má đã nói chuyện với ông nội một hồi, để lại tôi cho hai người phụ nữ giữ. Sau đó rời khỏi nhà hàng. Tới giờ tôi bú sữa, bình sữa có thêm thuốc an thần, bảo đảm tôi không tỉnh dậy. Quang, để tôi lượm lại. Dơ hết rồi, sao không lập tức ra ngoài mua đồ mới về đây? Bây giờ tôi đi ngay. Cuối cùng chỉ còn lại một người lo cho tôi. Cô giả bộ thay tả cho tôi là không muốn có người bước tới. Sau khi cô đem giấu tôi, lại lấy một bong bóng ở hiện trường giả làm tôi. Đợi má quay lại nhà hàng, cô ta lại xì hơi bong bóng đó. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Sao vậy? Sao vậy? Trời ơi, Hồ Tiên! Hồ Tiên hả? Có nghĩa là hoàn toàn không có chuyện Hồ Tiên gây rối sao? Ít ra lần này là do người làm. Khoan đã, cô nói cô của tôi đem giấu cô. Vậy giấu cô ở đâu? Sau khi có chuyện, chúng tôi không cho khách về ngay. Tìm khắp nơi cô không có mà. Thì đó, hiện trường có nhiều người, thực tế không thể nào ẵm đứa nhỏ đi mà không ai nhìn thấy. Phải đó, Minh Hiền nói đúng lắm. Hôm đó tôi không hề rời khỏi nhà hàng. Cô không cần rời khỏi nhà hàng, chỉ cần có người ở ngoài giúp cô là được rồi. Người đó chỉ cần lấy 4 cái thùng nước ngọt, rồi rút hết ruột bên trong biến thành một cái hộp lớn. Vậy thì sẽ có đủ không gian để đặt một đứa nhỏ. Sau đó lấy cái hộp lớn để thay thế vị trí của 4 thùng nước ngọt vốn có. Đợi sự kiện Hồ Tiên xảy ra, tất cả mọi người ra về, tôi vẫn còn ở trong thùng nước ngọt không ai biết. Người này sẽ có thể ẵm tôi đi một cách ma không hay, quỷ không biết. Thật ra có một người đã biết trước âm mưu này cách đây 7 năm, còn sớm hơn cả cô làm. Người đó chính là ba của tôi. Cũng chính vì như vậy, thầy Phó đã bị người ta bắt cóc giam cầm, để bí mật này mãi mãi không ai biết. Khi sự việc càng lúc càng lớn, kẻ hở càng nhiều. Nếu muốn giữ kín bí mật thì càng phải nhẫn tâm độc ác. Cho nên khi tôi sắp tìm được thầy Phó, liền xuất hiện chuyện cô Ngọc bị Hồ Tiên nhập hồn. Ý của cô là tôi có ý bóp cổ cô là do cô Dịch bày ra? Ừ. Toàn bộ sự việc chỉ là ảo giác thôi. Trời, con của anh có sao không vậy? Không có đâu, đóng kịch thôi. Minh Hiền, sao tay của nó? Hù chết người ta sao? Hả? Chị ba? Ba về đệ tử kiểu gì vậy? Làm thử thôi mà, thêm chút cổ xiết chết con rồi. Hai con khiêng cái ghế này ra làm cái gì? Hay à, tụi con không có khiêng cái ghế tới đây, mấy lâu nữa ở đây? Không lý nào. Thì đó, lúc nãy vị trí của hai người không nằm ở đây mà. Sếp Dịch, ra đây.
Hả? Thì ra có thể mở sao? Thì ra là kính hai mặt. Đúng vậy. Lúc nãy những gì mọi người đứng bên ngoài nhìn thấy chính là sự phản xạ của tấm kính này. Mọi người đều tưởng đâu chúng tôi và Sếp Dịch ở chung một không gian. Thật ra chúng tôi luôn đứng ở điểm mù của thị giác. Cho nên hôm đó tôi... Tôi nghĩ là như vậy. Cô ta xác định nhân chứng đã tới đông đủ thì mở đèn chiếu của phòng triển lãm. Mục đích ngoài việc dụ chúng tôi nhìn vào, còn muốn làm cho em thức dậy. Em nhìn thấy đằng trước có đồ cho nên bước tới nhìn cho kỹ. Khi em bước vào điểm mù, rời khỏi tầm nhìn của mọi người, cổ cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Dùng khói mê đã lắp đặt trước đó, một lần nữa làm em bất tỉnh. Cô đã làm y như lúc nãy tôi làm, canh đúng thời gian, đưa tay ra, dùng khăn choàng siết cổ tôi. Sau đó, nhân thời gian họ đi vòng vào trong, cô lợi dụng đường tắt, kéo tôi qua đối diện. Trước đó chúng tôi nghĩ mãi cũng không hiểu. Phòng triển lãm này là đường một chiều, tại sao không nhìn thấy hung thủ? Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Thật ra lúc đó cô đã trốn ở trong phòng chính. Làm tôi bấy lâu cứ tưởng mình bị hồ tiên nhập hồn. Nhưng mà sao cổ biết tôi đi cúng hồ tiên chứ? Chuyện này dính líu đến một vụ giết người khác. Hôm đó người phụ nữ giả làm cô beo trong miếu hồ tiên không phải bà cố, mà là cô. Cô bối à, bây giờ là 3 giờ rưỡi. Cô ký tên xong có thể lấy chìa khóa lên phòng minh tưởng. Đúng 4 giờ trả phòng. Đặt hình lập thể trong phòng minh tưởng đương nhiên cũng là cô. Cho nên cô nghe hết câu chuyện bên ngoài của anh Càng. Cùng lắm chỉ dạy dỗ cô ta thôi, không lấy mạng cô ta đâu. Cô của tôi và cô thư ký này không liên quan nhau. Không phải, có liên quan. Thầy Cố. Nè đừng có nói lung tung. Hoàn toàn không liên quan đến tôi. Cố Tại Dung, ông là tình nhân bí mật của cô Bêu, cũng là tình nhân cũ của cô Dịch. Ông còn là người phụ trách triển lãm nghịch chuyển truyền thuyết. Nè, thiết kế và thầu phòng triển lãm này á là do công ty cô Dịch phụ trách. Tôi hoàn toàn không biết có nhiều cửa bí mật, tôi cũng không biết cổ. Giết ngựa đây. Không thì thôi nuôi, ông đã tới nhà hàng nhưng lại không vô, chắc chắn là ông đi phá thùng nước ngọt. Tôi không có thông đồng với cổ. Mọi chuyện là do cổ căn dặn tôi làm. Tôi qua Mỹ nghe thấy họ nói con dâu của nhà họ Dịch đã sinh con nhưng không ngờ vẫn còn mang bầu. Sau khi cô Nam biết được nên định đợi hôm tiệc thôi nôi, định phanh phui cổ trước mặt bạn bè bà con, nói cổ mèo mỡ. Thực ra đứa con trong bụng không phải dòng máu của họ Dịch. Alo, đột nhiên cô Nam gọi điện tới nói kế hoạch có biến. Từ đầu tới cuối tôi đều không biết cổ kêu tôi ghép thùng nước ngọt để ở xe để làm gì. Cuối cùng ra ngoài đường đợi điện thoại của cổ rồi quay vô lấy thùng nước ngọt ra. Cổ kêu tôi nhất định phải lấy đồ trong thùng ra. Khi mở thùng ra tôi cũng thấy giật mình. Thì ra cổ kêu tôi ẵm một đứa trẻ đi. Tôi rối trí quá định ẵm đứa nhỏ ra ngoài trước rồi gọi cho cổ hỏi rõ ràng. Cô Nam nói sẽ kiềm chế ba cổ không báo cảnh sát, kêu tôi đừng sợ, cứ đưa đứa nhỏ tới cục bảo lương là được rồi. Cổ nói thì nhẹ nhàng, bây giờ kể ra ta là tôi, đứa nhỏ nằm trong tay của tôi cũng sợ sao được. À, ông muốn cầm đứa nhỏ phải không? Thôi được sao cũng được, đưa lên đây đi. Mau. À, là Bồ Tát phù hộ, bé con thông minh lanh lợi, hay ăn trống lớn. Là con người đó, ông tiện tay bỏ nó như vậy sao? Để ở tiệm cầm đồ còn tốt hơn, ít ra khỏi phải đưa tới cục bảo lương, có người nhận nuôi nó, coi như cũng có hạnh phúc rồi. Ông thấy ông làm vậy là việc tốt sao chứ? Không biết liêm sĩ. Nè, mọi người muốn tôi nói bao nhiêu lần mọi người mới chịu tin tôi chứ? Tôi bị ép thôi mà. Vậy ông giam cầm ba của tôi hết chối rồi chứ? Không liên quan đến tôi. Có người uy hiếp tôi. Tại Dương, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh không chỉ là đồng phạm mà còn là người đã thi hành. Chuyện này bị phanh phui, em còn có thể chối, anh không thể thoát thân được đâu. Còn nữa, ổng có thể khai chuyện anh sao chép luận văn bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, anh sẽ thân bại danh liệt. Vậy muốn anh làm cái gì? Tìm một chỗ giam ổng trước đi. Lần trước ông hỏi tôi cần cái gì, bây giờ tôi nói cho ông biết. Tôi cần sự tự do. Làm ngựa thời đại này, cho dù ông có thể ra ngoài cũng không có tự do. Làm người đừng tham lam quá. Trái cây này mới nhập khẩu từ Nhật qua đây, hảo hạng đó. Thầy Phó, từ trước tới giờ tôi đều không hề bạc đãi ông. Tôi nhớ,
Lần đó có người bấm chuông cửa là cô thư ký đã chết đó. Tới rồi hả? Vô đi. Nhìn thấy địa chỉ của anh đúng là giật bắn người đó. Thì ra là thầy có căn nhà đẹp như vậy. Để anh lên chuẩn bị bồn tắm cái đã. Đợi anh đó. Ừ. Thầy à, em muốn đổi đôi dép. Chính vì cô đó đã nhìn thấy tôi nên các người đã giết chết cổ. Không phải là các người, là cổ. Sao anh nói ly dị với vợ của anh, đám cưới với em à? Anh lên tiếng chưa? Được rồi, anh đã biết cân nhắc rồi. Thật ra em không cần phải nôn nóng quá. Anh cũng không muốn chuyện của anh và thầy phó bị đồn ra ngoài mà đúng không? Kêu anh canh chừng phó thông minh, anh lại kêu ông ta giết lách giùm. Có phải anh bị điên không? Bây giờ ổng giết trong đường dân, kêu người ta tới cứu ổng. Con của ổng sắp tìm tới rồi. Tìm tới đây mới tính đi. Bây giờ quan trọng nhất là giải quyết cô Bèo. Anh còn dám nói nữa sao? Hôm đó khi em mua căn nhà này ghi tên của anh, không phải để cho anh nuôi bò đâu. Lỗi tại anh, em đừng tức giận quá. Lý nào anh lại qua lại với cổ chứ? Nhưng bây giờ tìm thử cách coi làm sao bịt miệng cổ đi. Anh yên tâm đi, trên đời này không có chuyện gì mà không thể giải quyết bằng tiền. Tôi tưởng đâu có dùng tiền giải quyết vấn đề, ai ngờ có giết người diệt khẩu. Tức là bây giờ chuyện gì anh cũng đổ hết cho tôi phải không? Trên thực tế thì việc này do một mình cô làm thôi. Chính anh đã ép tôi tới bước này. Tức là cô đã thừa nhận rồi. Giết chết cô Bèo, ý đồ giết chết tôi. 7 năm trước giam giữ thầy phó, 30 năm trước giả làm hồ tiên bắt cóc tôi, tất cả đều do cô bày ra. Con nói thật sao? Con chính là đứa trẻ năm xưa. Chị là chị dâu, chính là người đàn bà này, cho nên tôi phải bắt đứa nhỏ đi. Con sao con làm như vậy? Bởi vì con không muốn những thứ dơ bẩn này ở trong nhà họ Dịch chúng ta.